Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở ngay chợ Cao Đạt nha, khu vực phường 1 của quận 5 mình ha. Ở đây là trong chợ Cao Đạt. Hướng này là hẻm 197 ra đường Võ Văn Kiệt nha anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở trong chợ Cao Đạt này luôn. Ngoài kia là một hẻm 197 nha. ngoài kia là hẻm 197. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực phường 1 của quận 5. Gần, uh, gần cầu uh, Chữ Y, Giáp, quận 1, quận 5 ha, ở vị trí uh, cực kỳ đắc địa, hẻm trước nhà của mình là hẻm 4m ha, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý là sổ hồng riêng, có hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên, hướng nhà của mình là hướng Đông Nam nha anh chị, hướng nhà của mình là hướng Đông Nam ha, Đó, một căn nhà, anh chị mình ha, từ cái hẻm này là hẻm 4m nha, à, mọi người trước này à, mọi người ta để xe hơi nhiều nhưng mà hẻm này là hẻm 4m nha anh chị. Hẻm thông sang hẻm số 19 đường Nguyễn Biểu. Đó, căn nhà nằm ở hẻm thông nha. Căn nhà mình có địa chỉ là 197 xẹt 13K đường Cao Đạt phường 1 quận 5 nha. Ở trên có là cái mái che ra ngoài. Ở đây thì có camera, nhà được bảo vệ với hai lớp cửa, một lớp cửa kéo bên trong và một lớp cửa sắt bên ngoài, cửa bên trong là cửa bốn cánh ha. Đó, nhà được xây dựng với, với lại uh, kết cấu là một trệt và ba lầu nhà đúc bê tông cốt thép có hệ thống uh, điện năng lượng mặt trời luôn nha anh chị. Đó, trước nhà mình có cái đèn đường luôn nè. Đó, nhà đúc hết. Mình là nhà đúc, nhà mình đúng hiện trạng cái rô da nằm ở trong ha. Nếu mà mình lấn ban công là ở đây mới là ban công nha anh chị. Cái này mới là ban công còn đây là rô da nha. Đó, sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha. Hướng nhà là hướng đông nam nha anh chị. Trước nhà của mình nè đó vị trí trước nhà của mình ha ở đây mình đi thẳng ra kia là ngay chợ cao đạt ha khu vực của phường 1 quận 5 ở giáp quận 1 rồi ha giáp quận 10 rồi pháp lý chuẩn mua bán ký công chứng sang tên nha chiều ngang của căn nhà mình là gần 3 m và chiều sâu vào là 9 m nha anh chị đó, bên trước này thì ốp uh, đá qua cương lên tới trên ha có cái rô da có rô da là ta dịnh y đốc nha có cửa sổ mỗi tầng có cửa sổ hết ha và có hệ thống điện năng lượng mặt trời cho mình sử dụng trong căn nhà mình luôn ha không lo tốn tiền điện ha rồi mình tiếp tục quay review cho anh chị mình xem ha trước nhà của mình sạch sẽ và hiền nhà mình cao ráo cao hơn khoảng 3 tấc nha 4 tấc và hai lớp cửa một lớp cửa kéo bên ngoài bằng sắt ha rất là chắc chắn bên trong là lớp cửa sơ bốn cánh nha có làm cái ba cho anh chị mình để để xe vào luôn nó gạch sạch sẽ hết ha nó gạch bóng kính Nhà mình nhà đúc bê tông cốt thép ha, xung quanh thì chủ ốp tường cao ráo lên khoảng 1.2 hết rồi. Ở trên thì đóng la phong dực tầng xài đèn LED nha. Đó, đóng hệ thống la phong, phong dực tầng ha anh chị. Đó là phong này ở trên đây là la phong nha. Còn mình giật xuống tí xíu mà em đi mấy cái đèn à, âm nè. Ở xung quanh thì ốp tường cao ráo hết ha. Sổ hồng riêng có hoàn công nha, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Chiều sâu từ cái mí này. Từ cái mí này nè anh chị. ở từ mí này ha qua tới cuối căn nhà của mình đó là 5 mét cầu thang nằm ở cuối ha thì sao cao hơn nhìn trước khoảng 2 tấc nha anh chị đó. không gian bếp tủ bếp trên tủ bếp dưới nhà còn để lại mấy cái camera nè đó. trước nhà thì sạch sẽ khu vực cao ráo không ngập nước nha ở đây là khu vực của phường 1 quận 5 đó. Vì vị trí rất là đắc địa nha gần chợ cao đạt nha anh chị sổ hồng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha bên đây thì ốp đá nha ốp gạch đó ốp này ốp lên cao tới trên luôn nha anh chị nó cao tới trên đó luôn đó, ngang là gần 3m và chiều sâu vào là 9m ha đó, không gian bếp thì tủ bếp trên bằng gỗ ha đó, mặt đá qua cương hai bồn rửa loại dây 304 ha, có mặt bếp bằng đá hoa cương nha anh chị. Đó, nhà sau cao hơn nhà trước. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 780 triệu nha. Xin lỗi chị 4 tỷ 790 triệu ha. Giá này còn thương lượng cho anh chị nụ bán nhanh nha. Cầu về nhà vệ sinh thì nằm ở cuối ha nhà vệ sinh nằm ở cuối nha anh chị Đó, ngay cái khu vực uh, cầu thang Đó, nhà vệ sinh nằm ở cuối xung quanh thì ốp tường cao ráo lên tới trên ha. dán tường hết dán gạch hết nha ở đây có làm một sàn nước nè để cho anh chị mình để uh, về thịt cá mình để đây rồi mình rửa xong đem nào nấu ha cho sạch sẽ 197 xẹt 13k đường cao đạt phường 1 quận 5 nha anh chị rồi nhân tiếp tục đi lên trên cho chị mình xem á ha. cầu thang thì tay dịnh gỗ cầu thang đúc mặt đi quần đá qua cương và cầu thang nằm ở cuối ha cầu thang nằm ở cuối với chiều ngang là gần 3 m và chiều sâu vào là 9 m nha hướng nhà của mình là hướng đông nam nhà đúc bê tông cốt thép có 3 phòng ngủ lớn và 3 nhà vệ sinh có hệ thống nước hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn nha anh chị ở cửa phòng ngủ là cửa gỗ ha mỗi tầng có cb điện riêng Đó, mỗi tầng có cb điện riêng ha Đó, đây cửa là cửa gỗ nha Đó, đây thì có lắp máy nước nóng cho anh chị mình luôn phòng nhà vệ sinh rộng rãi sạch sẽ ở bên trong luôn nha cái thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ chuột ốp tường cao ráo lên tới trên nha anh chị sử dụng đồ inox hết nè sàn cũng còn sạch nha đó, trần nhà cao ráo ở đây thì là đóng là phong giật xuống tí xíu nha anh chị đóng là phong hợp giật xuống tí xíu ha Đó, rộng rãi điện âm tường hết nha anh chị hướng nhà của mình là hướng đông ở đây có lắp cửa sổ có lắp có cửa sổ và có lắp rèm cho anh chị mình hết ha rồi ra cái rô da cho anh chị mình xem đây cửa sắt kết hợp với kính này bằng inox ở khu dân cư hiện hữu ha trước nhà của mình nó làm cái mái che ở đây mình đi thẳng ra ngoài kia là chợ cao đạt nha anh chị ở anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 0822393939 39 39. kênh youtube bất động sản Xài thành ha hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình anh chị vừa xem không gian của tầng 1 ha bây giờ mình lên tầng trên cầu thang vẫn nằm ở cuối nha cầu thang vẫn nằm ở cuối đó. ở đây có cái quạt hút một phòng ngủ mỗi tầng một phòng ngủ lớn như vậy nha anh chị và có nhà vệ sinh phía trong hết ha đó. nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn giá là 4 tỷ 790 giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh nha anh chị mình quan tâm tới căn nhà này đó Quang, quan tâm đi căn nhà này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 trên YouTube bất động sản Sài Thành Đó. để nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha Đó, máy đúc ở trên máy đúc luôn nha nhà đúc nguyên tấm tất cả là đúc hết bê tông thép hết ha Đó, tường cũng chắc chắn anh chị mình xem Đó, ở phần này thì mình làm nhà vệ sinh ngoài đây Đó, nhà vệ sinh nè rộng rãi chủ ốp tường cao ráo lên tới trên các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha đó nè nằm ngay vị trí chợ cao đạt luôn nha anh chị ở phường 1 của quận 5 vị trí rất tiện nè giáp với lại quận 1 giáp quận 3 ha ở nhà này anh chị mình có hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn nên mình cũng tở tốn tiền điện, điện lắm nha đó, mỗi tầng thì có rô da có cửa sổ hết trần nhà cao ráo nha mua bán thì mình ký công chứng xe tên nha anh chị nhà này thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi đó, mình để ý những khu vực xung quanh nhà xe xây, xây cao tầng hết là hiện hữu hết rồi ở bên kia có chung cư 109 Nguyễn Biểu ha đó, 109 Nguyễn Biểu nha đó, đúng hiện trạng ha nếu mà ban công mình mình không có cho nó không cho lấn ra là khu vực mình đã là hiện hữu hết rồi Đó, nó không cho lấn ra ha xây dựng là đúng hiện trạng anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì liên lạc với nhân ha qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha kênh youtube bất động sản sài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha ở đây là cục xô la này nó bao cục nguồn ha đó, điện mình truyền cho đây mình sử dụng ha ở trên này mấy cái tấm điện năng lượng nè nằm ngoài máy chơi thang của mình ha có cũng sắt bổ vệ trên ngoài đây luôn ở trên này đút hết luôn nha anh chị ở đây là đút hết luôn nha cầu thang thì ta dựng gỗ cầu thang đúc. Đó, phòng bên này phòng ngủ thứ ba của mình ha cửa vẫn là cửa gỗ nha Đó, trần nhà cao ráo đường đà này hiện ra rõ ràng ha Đó, nãy mình đóng là phòng mình nhìn không thấy ha. đây thì dán giấy dán tường ở căn nhà này anh chị mình chỉ cần về lăn sơn nước cải tạo thêm màu sơn theo anh chị mình thích là nhận thấy là đẹp rồi ngang là gần 3 mét và chiều sâu vào là 9 m ha Đó, sân thượng phía trước nhà mình nè sân thượng để mình giặt vũ phơi đọt đường nước đây đầy đủ hết nha có đường dây điện sẵn đây có camera luôn Đó, đây có camera luôn đây cái tấm năng lượng nè nhà mình ở khu vực tương đối cao ha Đó, nhìn về quận một nha nhân đang review cho anh chị mình căn nhà ở địa chỉ là 197 sẹt 13 k đường cao đạt phường 1 quận 5 nha anh chị ở căn nhà này có kết cấu là một trệt và ba lầu sân thượng có hệ thống điện năng lượng mặt trời Đó, máy che thang có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh hướng nhà của mình là hướng Đông Nam về phần pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng được hoàn công đầy đủ nha mua bán ký công chứng sang tên vị trí thì uh, nằm gần uh, nằm ngay chợ cao đạt luôn nằm ngay chợ cao đạt luôn hẻm 197 là đi vào chợ cao đạt hẻm thông sang thì hẻm số 19 đường Nguyễn Biểu ha Đó, đây có 3 phòng ngủ nha anh chị và 3 nhà vệ sinh nhà là đúc bê tông cốt thép hết ha anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị ấy, thì hãy liên lạc với nhân ha qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản sài thạch hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình căn nhà này có pháp lý sổ hồng hoàn công đầy đủ đúng hiện trạng nha anh chị mua bán mình chỉ việc ký công chứng sang tên thôi hẹn trước nhà là hẻm 4m nữa nha ngay chợ cao đạt luôn Phòng này có nhà vệ sinh phía trong ha, có hệ thống uh, để nước uh, nước nóng và điện thì uh, có hệ thống điện năng lượng mặt trời, mình sử dụng uh, điện đó cũng đỡ tốn chi phí tiền điện cho gia đình mình nha. Đó, cầu thang nằm ở cuối ha anh chị, không gian bếp, có hệ thống máy mùi đi lên trên. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 4 tỷ 790. Giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha. Hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp và hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 4 tỷ 790 để bạn bè, người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất Căn nhà này có chiều ngang là gần 3m và chiều sâu vào là 9m hướng nhà hướng Đông Nam nha anh chị. Đây là vị trí là à, chợ cao đạt luôn hẻm thông sang hẻm số 19 đường Nguyễn Biểu ha gần Trần Bình Trọng nữa mua bán sổ hồng riêng ký công chứng cho tên ha nhà đúc tự Tông cốt phép anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem nhiều video hơn Nhưng xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau nha